chào tất cả anh em ơi, nói chung là anh em trong kênh YouTube của mình. Đầu tiên chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ, thành công công việc. May mắn anh em ơi, hôm nay làm một clip quay chia sẻ anh em xem lại cái bộ mâm của ông các anh em ơi. Hôm nay nó cũng cái thắt này nó dọn dẹp rồi, xem lại hết nguyên con rồi luôn. Hôm nay mình quay clip chia sẻ anh em xem, anh em nào có đam mê nghề hay là sơn xe tại nhà thì bấm cái kênh ủng hộ mình. Có động lực mình làm clip cho anh em xem ngay. Em quay là một chia sẻ, anh em nào đam mê dùng trên xe tại nhà hay là mấy anh em mà dọn xe tại nhà thì ấy còn thợ thì mình có nói rồi, thợ thì bỏ qua dùm ha, cảm ơn. Không thì cũng vệ sinh hết anh em. Em cứ trà vệ sinh hết về nè, cái đầu giờ mình pha màu thổi lên. Nó đen đen nhám mà móc mình lên nó có pha bạc, pha đầu pha xanh rồi nữa nè. Không phải là đang móc, đang móc không. Anh em có lướt qua thấy video mình có ý nghĩa, anh em nhớ cho mình là một like em. Chia sẻ, đăng ký kênh, nhớ bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất video tiếp theo mình nha anh em. Chụp đi vệ sinh xong anh em ơi, cái nào mình cũng nói vậy, cái nào mà thấy mình cũng trà rửa vệ sinh sạch sẽ nè, cái mình đi pha màu thổi lót lên, nó nào nó cày chứa mấy mầm nó bị hẹo thì nên test lại, cái nó cứ liền lại ha, rồi mình chỉnh màu sửa màu cũng đúng và sẽ thổi lên. Giờ đi sơn vệ sinh xong anh em ơi, giờ đi pha màu thôi lên. Để anh em đi pha màu nha, anh em đi với mình nha, nhớ theo dõi hết video mình nha anh em. Cái mâm này nó không có cạy vỏ ra anh em ơi, không cạy vỏ ra thì anh em cứ mắt anh em cứ lót giấy vô ha, lót giấy gì mình sơn cho nó không có không dính vỏ, mình cứ lót hết là cái giấy mình vô đây nè, sau đó mình rút ra lót được cây mâm nó không dính vỏ, nó vỏ ra mở ra. Mở ra nó vô rồi nó cần mất thời gian rồi đấy. Cái này có máy cài nữa nè mày. Ok, hết vô rồi. Dắt vào. Ủa, ủ lên nào đâu? Bảo vậy hả? Chiêu đi luôn à? Đi sớm nhưng mà nó kẹt xe lên tới đây tới 10 giờ mấy luôn. Thế đi đường nào mà kẹt xe như vậy? Thì đường Dương hả? Đó đi đường Dương hả? Con gì rước nó nữa như vậy? Ừ, chạy lộn đường nữa. Năm giờ đều lấy được số máy tính. Phải tà bị gì giờ không phải đó cũng là sâu bệnh rồi nó cũng chết lần. Mùa kỹ đâu được năm sáu tạ vậy. Tụi mấy đứa đó mạnh đứa nào mới lụm một túi. Sâu được con cây á. Ừ, nó ăn ở dưới gốc rồi mà hãy mình phát hiện là mình sẽ ép thuốc không kịp. Nó cũng chết à. Đó bán tủ thôi. Rồi trẻ nó không chết mà chồng nó già nó ăn 5 năm nó ăn nó chết uổng á. Nhiều quá thì nó cũng mấy chục năm rồi, hồi năm 86 tới giờ. Rồi rồi. Thanh lý được không vậy? Nó cũng chết ấy là lần rồi con xuống tiêu đó. À chết sao được tiêu đó. À. Đồng ngũ thứ gì còn tiêu đều được không, tiêu mẹ hết đều thôi, tiêu đều. Rồi đều đó, dông mới trồng tiêu vô. Dông giờ nó tiệt chủng luôn vậy là dầu bắt đầu sang trồng gòn, giờ gòn nó cũng chết luôn. Kìa. Ừ rồi đất như là nó hết chịu rồi tiêu rồi trồng trở lại. Không biết gì thật là nó cũng trái cũng bông hết à. Cái gì đâu mình biết đâu. Nghề dạy nghề thứ hai nữa mình phải tìm tòi học hỏi. Đi trước mình học hỏi tìm hiểu nghiên cứu thêm nhiều phải học chứ. Anh nói thằng đâu dưới này nó đầu nó có mẫu nửa mẫu rồi nó lấy gì cái 5-6 tỷ ghê rồi. Nó trung bình một cây nó trung bình nó tính ra là có một
mấy trăm ký. Đây lâu năm là mấy trăm ký à. Dưới rồi. Ký mà 178 rồi mấy trăm ký vậy. Có người trồng vậy không chăm sóc con mấy rồi tới chừng biết có ăn rồi là sơ sức chút xí rồi là thua đủ nợ luôn á, bây giờ đâu giờ trồng bằng thái rồi này nọ là cũng phải có thuốc men. Bán theo mấy chợ là có bao nhiêu tiền cho phải đạt chuẩn xuất khẩu là mới có tiền. Giờ thấy nó trồng rồi đúng không? Trồng lưới ha. Ra cái là trồng lưới hết. Trồng lưới rồi phải xịt thuốc bón phân theo định kỳ. Ôi tùm lum hết ráo luôn. Cái mít là còn nguyên dạng mà không có sâu chia gì đó, nhưng mà nhìn cái màu mà không được là cũng không cái tiêu chuẩn xuất khẩu là nó đẩy ra mít chợ. Mít chợ có mấy ngàn. Vậy mình thấy da nó phao nó tươi rồi đó, không có da nó không rẻ luôn, không có đốm luôn, xanh dờn luôn, tươi trong luôn á. Đó, đó là luôn. Mới là dạng là xuất khẩu ra. Nó nói với mấy cái mà đẹp đẹp cái gì chứ ăn ngon, nó không bệnh đâu rồi, không thuốc men. Tại mê ăn đẹp ăn ngon chứ thuốc men thuốc không. Uống cộng mới đâu có xịt gì đâu mà thằng sâu chia không bán mất chợ cộng 5.000, 6.000, 5.000, 6.000. Sau khi đó là mất kia là ở dưới đó là nó mua có khi lên tới 32.000 ký. Cái màu đen nhám này cũng dễ nên dễ pha lắm, pha cái mắt mình pha màu đen đi ha. Em nó xài đen đen nhám cho mờ. Khi mà mình pha mình canh cho nó vừa đủ hai cái mâm của mình nữa. Nó xài đen nhám nhưng mà trong đó nó có bạc nữa, cho nó vô miếng bạc. Rồi hai điện lên, anh em chơi với bạn, bạn là nó nhắm nó có thể có sinh dương, chơi với miếng sinh dương nữa, nó vừa đen vừa hồng bạc vừa có dương sinh trái thái. Nói chung là cái mâm nào vậy, nó pha nhìn vô đó mình biết là cái màu đó mình pha ra là mình biết, biết là mấy màu nó vô thành màu đó là mình cứ vô mà làm thôi. Thổ lót đi rồi kiểm tra là cái nào nó liền mà kéo bột xong rồi nước thứ hai mà chỉnh màu cho giống hoàn mình mới lên màu sao kiểm tra cứ vậy mình cứ xem lên đi lót cái liền tính tiếp. Nó không dính cái mâm rồi dính vỏ mình không xong rồi lau chùi lại che về cái nữa chơi xong cái lấy giấy ra cái rồi thổ lót lên. Lên đường hôm giờ nó hù đâu nhậu nhẹt vậy ha? Giờ này cũng ăn một miếng cơm làm vài ly ngủ. Đâu có còn ai nữa đâu. Tư là cũng ngủ luôn với bộ. Sợ tư chịu làm rồi. Vậy chứ không vậy cũng làm được vài vòng. Mẹ đánh nó có máy, đánh nó coi, bỏ máy nó vờ lên.
được con cái trời đất ơi, con đã đặt giờ ngày có sẵn rồi đó, rồi giờ đang mới chở người ta đi Long An, thế ra đâu được.
con dê. Cái màu đen nhám này em phải có keo nữa nha, nhưng mà keo mình pha chung với màu đó nè. Tiệm nó có bán keo mờ, nói chung là keo mờ sẵn. Nên vậy nên pha chung với màu miếng cho nó kìm cái màu mình đó. Nó không có xài nó bền, nó không dễ tóc. Mấy màu bóng là nên pha keo có màu đâu có keo cao, còn màu này nên pha chung với keo màu luôn. Pha chung với màu mình thổi hai nước lên cho nó dày nó bóng. Cái bộ mâm xong rồi qua tới lần nữa cái áo.
phải dán tem rồi dán keo lại mẹ ơi, giặt cái rảnh rồi qua đó mà nó nghỉ chỗ. Đang nghỉ nhậu rồi. Nay ngày lớn tuổi bỏ rượu rồi. Rắp sơn mâm, rắp mâm rồi xong xuôi hết rồi anh em ơi. Giờ tới mình đi sơn quần áo ha. Tạm thời mâm xong đẩy qua trà rửa mâm xong với sơn quần áo rắp vô. Rồi xin kết thúc video này đây luôn đây mình. Em có lướt qua thấy video mình có ý nghĩa nên nhớ cho mình một like nè. Một lượt chia sẻ nên là cứ ký kênh, bấm cái kênh đó rất nhiều. Like cái kênh hoàn toàn không có ý nữa mình. Có động lực mình làm những clip tiếp theo này. Mà sơn nhám này nó cũng dễ lắm nè, mau lắm, cứ pha y vậy cái rồi sơn lên nè, nó xài đen với bà, với anh em cho vô miếng xanh vô cho nó mâm mình cho nó xanh, nó đen quá. Nói chung là anh em coi cái mâm rin nó sao thì mình màu nó sao mình pha y vậy đó, lụm lúa nó anh em ơi. Đồ thì giờ còn thừa lưa hết chưa làm đâu, giờ tới công chuyện đó rồi. Đồ đại còn tù lưa hết.